Hôm nay là ngày 6 tháng 9, cô cũng xin thay mặt Hội Hoa Đức và chị Ánh Dân vào trao cái số tiền cho gia đình Bạc Cư lần thứ 35. Cô cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị vạn sự an lành trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều thuận duyên, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn chị gái ở dân ở Phú Xe và họ đất cùng với các sư cô ở chùa Phật Đường để hỗ trợ giúp cho gia đình con trong suốt thời gian qua, con rất cảm ơn ạ.